Truyện Quang Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bảy Màu Fiction Thư vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 272, chương 2315, Ngũ Cổ Xá Tiên. Đại lục vòng cổ trên đông giới, ngoài bằng sáng từ đại trận tuyệt thế do dân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tạo ra, mà Vũ Thánh Địa lơ lửng, khí thế hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, hình dạng của nó như một địa tròn, phạm vi mênh mông có thể so với một vực. Hai bên đông tây dựng lên hai bức tượng khổng lồ như hai cái cánh, chúng nghiêng lên trên như muốn cất cánh bay. Đó là đại đế đạo đài trong ba vũ thánh địa. Trong thánh địa, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang phi nhanh. Lúc này Nhị Ngưu nhìn về phía xa xa bức tượng cánh khổng lồ, thấp giọng nói: dựa vào ký ức của Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông, hiện tại ta đã rất rõ ràng về cấu trúc của ma vũ thánh địa. Tiểu A Thanh, ma vũ thánh địa chia làm hai phía đông tây, mỗi phía đều có một đại đế đạo đài, đó là trụ cột của họ, cũng là biểu tượng tinh thần. Nhưng hiện tại đạo đài của Minh Diêm đại đế phía đông đã mờ nhạt. Giọng đó của Nhị Ngưu vang vọng, Hứa Thanh vừa nghe vừa nhìn về phía đạo đài xa xa. Dù bọn hắn cách rất xa, nhưng vì đạo đài rộng lớn nên vẫn có thể nhìn thấy những gì thế trước mắt. Quả thật như đại sư huynh nói, đạo đài hình cánh này đang trở nên bình thường, đã mờ nhạt, mất đi hào quang. Nhưng đồng bộ của ma vũ thánh địa này một mảnh tiêu điều. Nhị Ngưu nheo mắt nhìn về phía tây, tiếp tục nói: nhưng ở phía tây của thánh địa, nơi đại đế kế thừa hai chữ ma vũ đã quật khởi, đạo đài của gã sáng trực, rực rỡ vô cùng, ánh sáng có thể chiếu rọi toàn bộ thánh địa. Do đó hiện tại ma vũ thánh địa lên phía tây làm đầu, tây ma vũ mạnh mẽ phồn thịnh, đông ma vũ thì suy yếu lụng bại. Nhị Ngưu thu lại ánh nhìn đối diện với Hư Thanh. Tuy nhiên đối với đại sự lần này của chúng ta là có lợi, đông ma vũ càng yếu càng tốt. Hư Thanh nghe vậy gật đầu. Nhị Ngưu tiếp tục nói: tất nhiên về các thế lực của đông bộ thánh địa, Tiểu A Thanh người cũng cần biết một chút. Ở đông bộ thánh địa có ba đại gia tộc cổ xưa, ba tộc này đều đã tồn tại từ khi thánh địa mới xây dựng kéo dài đến đây. Lạc Gia chính là một trong số đó. Hứa Thanh trầm tư. Về cấu trúc và thông tin của thánh địa thì hắn không biết nhiều. Theo thói quen trước đây của hắn và Nhị Ngưu, những việc này chủ yếu là do Nhị Ngưu nắm bắt. Nhị Ngưu cũng rất thành thạo, trong tháng vừa qua đã nắm rõ nhiều thông tin. Trừ ba đại gia tộc, đồng bộ còn tồn tại chín ngọn Chúa Tể Sơn, cùng với các thế lực hình thành quanh chín ngọn núi Chúa Tể Sơn này. Chúa Tể Sơn? Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Ngưu, hai từ Chúa Tể khiến hắn đặc biệt chú ý. Nhị Ngưu gật đầu. Có Chúa Tể tồn tại trên núi, tự nhiên gọi là Chúa Tể Sơn. Chín ngọn Chúa Tể Sơn này, trong đó có 6 ngọn đến từ đệ tử của Minh Diêm Đại Đế. Chỉ có tu vi đột phá đạt đến Chúa Tể mới có tư cách tạo lập Chúa Tể Sơn của riêng mình. Hứa Thanh suy nghĩ, đưa ra nghi vấn của mình. Đại sư huynh, ta nhớ rằng Lữ Lăng Tử tự xưng là đệ tử thứ 10 của Minh Diêm Đại Đế. Nhưng hiện tại vị đại đế đó chỉ có 6 đệ tử thành lập Chúa Tể Sơn. Nhưng Ngưu cười giải thích. Điều này trong ký ức của Nguyệt Đông cũng có. Lữ Lăng Tử có 3 sư huynh đã mất từ lâu, còn Chúa Tể Sơn thì chỉ có Chúa Tể hiện tại còn sống mới có thể tạo lập. Sau khi mất sẽ không còn tồn tại nữa. Hứa Thanh gật đầu, không còn thắc mắc. Thấy Hứa Thanh không còn nghi ngờ gì về Chúa Tể Sơn, Nhị Ngưu hít sâu, mắt lóe lên một tia mong đợi. Tiểu A Thanh, trừ ba đại gia tộc cổ xưa và chín ngọn Chúa Tể Sơn, đồng ma vũ còn có một tổ chức siêu việt. Tổ chức này chúng ta không lạ, gọi là Tiên Thuật Điện. Điện này kế thừa tiên thuật từ thời Huyền U cổ hoàng. Trong thánh địa đào tạo tu sĩ có thể thi triển tiên thuật. Loại tu sĩ đó được thánh địa gọi là tiên sư. Sư tôn của Nguyệt Đông chính là đại tiên sư đời trước, chấp trưởng Tiên Thuật Điện. Nhưng nhiều năm trước khi truyền thừa, sau khi Nguyệt Đông đắm giữ lục tạc vọng sinh, vị đại tiên sư này đã tọa hóa. Tiên Thuật Điện của đông ma vũ cũng vì Minh Diêm Đại Đế mờ nhạt nên dần suy tàn. Ban đầu theo kế hoạch của Nguyệt Đông, nếu nàng thành công dung hợp truyền thừa thần quyền ở Phong Lâm Đào, hóa thành thần quyền tiên thuật của bản thân, thì sau khi trở về nàng sẽ có tư cách trở thành đại tiên sư, muốn hồi phục Tiên Thuật Điện. Lúc đó địa vị của nàng sẽ khác hẳn trước đây. Nhị Ngưu cảm thán, vẻ mặt tiếc nuối. Nguyệt Đông đã làm đến bước này vì chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy, tự nhiên ta có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp nàng hoàn thành giấc mơ. Vì vậy trở thành đại tiên sư thống nhất Tiên Thuật Điện, đó là điều ta sẽ làm tiếp theo. Nhị Ngưu vỗ ngực phát ra tiếng trầm trầm. Đối với sự tiếc nuối với chí lớn của đại sư huynh, Hứa Thanh chỉ nghe qua chứ không để tâm. Lúc này hắn nhìn về phía Tây Ma Vũ. Đại sư huynh, thế lực của Tây Ma Vũ thế nào? Chương 2316, Ngũ Cổ Xá Tiên. Nhị Ngưu nghe vậy sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tây Ma Vũ có đại đế tọa trấn, năm đại gia tộc cổ sư ủng hộ, 21 ngọn Chúa Tể Sơn, nhiều tông môn, cũng có Tiên Thuật Điện, truyền thừa tiên thuật chính gọi là Ngũ Cổ Xá Tiên. Nhị Ngưu nói đến đây ngữ điệu dừng lại.
Hư Thanh hơi ngẩn ra, tên của tiên thuật này thực sự có chút kỳ lạ, nhưng ngay lập tức mắt hắn lóe lên, chậm rãi mở miệng. Lục Tặc Giọng Sinh, Ngũ Cẩu Xá Tiên, tiên thuật điện của Ma Vũ Thánh Địa, truyền thừa có vẻ là một. Nhị Ngưu gật đầu. Lục Tặc Vọng Sinh, Ngũ Cẩu Xá Tiên, tiên thuật điện của Ma Vũ Thánh Địa, truyền thừa có vẻ là một. Nhị Ngưu gật đầu. Theo ký ức của Nguyệt Đông, hai tiên thuật điện của Ma Vũ Thánh Địa truyền thừa thực chất là một tuyệt sát tiên thuật, xếp vào hàng ba tiên thuật hàng đầu trong vô số tiên thuật thời Huyền Vũ cổ hoàng. Tiên thuật này có tên rất dài, gọi là Tam Độc Tứ Xà Ngũ Cẩu Lục Tặc Thất Sát Bát Tà Dạng Ác Pháp. Ma Vũ Thánh Địa chỉ nắm được hai phần trong số đó, còn gốc rễ của thuật này nói rằng chúng sinh ra trong tam giới không có lối thoát, chịu đựng mọi khổ đau, không được giải thoát, bởi vì bị tam độc tiễn bắn. Tứ xà cắn, ngũ cẩu trộm, lục tặc làm sợ, thất sát tiêu diệt, bát tà lôi kéo, dạng ác bổ dây. Trong đó tam độc là si, ái, dục. Giọng sinh lấy tâm, gọi là si, vốn là vật của mình, nhưng xa rời. Giọng sinh thương nhớ, gọi là ái. Tham luyến nữ sắc, gọi là dục. Ba tâm này loạn lên, gọi là phàm phu. Tứ xà là thư, khuỷ, tật, đấu. Không dùng người tốt, gọi là thư. Giận mà không thốt ra, gọi là khuỷ. Sợ người hơn mình, gọi là tật. Thấy người tốt không dùng, gọi là đố. Ngũ cẩu là khang, tham, si, ác, nhai. Không bỏ được mọi thứ, gọi là khang. Tham muốn vô hạn, gọi là tham. Giọng sinh suy nghĩ, gọi là si. Không nhận thức được bản chất thực, tranh luận để thắng, gọi là ác. Chưa đạt được vô sinh vọng cử tam đồ, gọi là nhai. Còn về thất sát bát tà, Nguyệt Đông cũng không hiểu rõ. Trong ký ức của nàng, trọng điểm là chú ý đến ngũ cẩu xả tiên của Tây Ma Vũ. Tiên thuật này đơn giản mà nói, khang cẩu vào xá thì mất chân bảo, tham cẩu vào xá thì bị trói buộc, si cẩu vào xá thì rơi vào sinh tử, ác cẩu vào xá thì tọa địa ngục, nhai cẩu vào xá thì mất đi thân người mãi mãi. Nhị Ngưu mắt sáng rực nhìn về phía Hư Thanh. Tiên thuật này nghe qua đã rất phi phàm. Nếu chúng ta có cách lấy được ngũ cẩu xá tiên từ Tây Ma Vũ, sau đó tìm cách từ các thánh địa khác lấy thêm những phần tiên thuật khác kết hợp lại, nếu gặp ai không vừa mắt trực tiếp dùng một bộ, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm nhận sự thoải mái vô cùng. Nhị Ngưu ánh mắt lộ ra mong đợi. Hứa Thanh nghe xong cũng nảy sinh hứng thú, mà nhìn dáng vẻ của đại sư huynh, biết rằng đối phương có hứng thú rất lớn đối với toàn bộ tiên thuật này. Vừa định mở miệng, nhưng ngay lúc đó vẻ mặt của hắn ngay lập tức trở nên ngơ ngác, ánh mắt không còn thần sắc. Nhị Ngưu thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, bước đi dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa, lông mày nhíu lại. Phía xa chân trời có tiếng gió gào thét cuồn cuộn tới, ban đầu còn yếu ớt nhưng rất nhanh như tiếng trống vang dội, âm bầm không dứt, còn tạo ra cơn bão như dời núi lấp biển lao đến gần. Cơn bão này màu báu, trong đó có một thân ảnh mặc trường bào màu báu với chấn động tu vi uẩn thần lục giới, lan tỏa bát phương. Tóc của người này cũng màu đỏ, lúc này bay phấp phới, kết hợp với huyết khí lan tràn, khiến tu sĩ này trông như ác thần hung ác. Ngay khi đến gần, gã lập tức hét lên: "Nguyệt Đông, nhận lấy cái chết!" Lời nói như thiên lôi ở mầm đổ tung, bão cuốn thẳng đến Nhị Ngưu và Hư Thanh. Nhị Ngưu nhíu mày, không né tránh mà lấy ra một con dấu vô tưởng đấp. Hư Thanh lúc này đôi mắt vô thần lóe lên một tia sáng. Tuy hắn không biết thân phận của người đến, nhưng tu vi của người này không tệ, mà dám trực tiếp động thủ với Nguyệt Đông tại đây, rõ ràng cũng có thân phận nhất định. Như vậy có lẽ sẽ thích hợp. Ngày sau đó cơn bão âm ầm đến, dưới sắc ý mạnh mẽ của thanh niên áo đỏ, huyết vụ cuộn trào lập tức bao phủ Hư Thanh và Nhị Ngưu. Tia chớp lượn lờ bên trong, tiếng nổ vang dội, thiên địa biến sắc. Một lát sau, huyết vụ càng cuộn trào dữ dội, một thân ảnh huyết sắc mơ hồ như muốn lao ra, nhưng trong nháy mắt hai thần đàn bay tới quân lấy người này, kéo mạnh một cái. Thân ảnh huyết sắc muốn giải dụa nhưng vô ích, muốn hét lên nhưng bị một bóng dáng yêu điệu đứng sau lưng bịt miệng lại, cuối cùng chỉ có thể bị hai thần đàn kéo trở lại sâu trong huyết vụ. Sau đó chấn động của tiên thuật lục tạc vọng sinh từ huyết vụ lan ra, tràn ngập bát phương, càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc đó, từ xa vang lên chấn động, một chiếc chiến xa rất xa hoa xuyên qua hư vô xuất hiện tại đây. Trước và sau chiến xa có nhiều tu sĩ bảo vệ, mang theo khí thế từ chiến trường, sát khí mạnh mẽ. Trong chiến xa, một thân ảnh vội vã lao ra thẳng đến huyết vụ, chính là người theo đuổi Nguyệt Đông, thanh niên bạc hoa bào. Bắt gã đầy lo lắng, miệng hét lên: "Huyết Trần Tử, người dám làm hại Nguyệt Đông cô nương một chút nào, ta nhất định giết chết ngươi." Tất cả nghe lệnh, Huyết Trần Tử mất hết nhân tính, muốn ám hại bản tướng, phong tỏa bốn phương, giết chết Huyết Trần Tử. Các tu sĩ xung quanh từng người sát khí bùng nổ, lao vào huyết vụ. Cùng lúc đó, thanh niên bạc hoa bào đã đến bì huyết vụ, vội vàng hét lên: "Nguyệt Đông đừng sợ, ta đến cứu nàng."
Chương 2317, đừng hòng ăn một mình. Giọng nói lo lắng của thanh niên hoa bào truyền vào huyết vụ, gã không màng nguy hiểm mà trực tiếp lao vào. Đồng thời, những tu sĩ hộ vệ dưới trướng của gã cũng đã bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Những hộ vệ đó đều là thân vệ do gia tộc sắp xếp cho gã, tu vi không tầm thường, số lượng lại nhiều. Lúc này toàn lực xuất thủ, huyết vụ dù phi phàm cũng không thể chịu nổi. Vì vậy trong khoảnh khắc, tiếng ầm ầm vang lên tận trời, huyết vụ như một bàn tay vô hình đập tan, trực tiếp đổ tung, phân tán khắp nơi. Trong tiếng ầm ầm vang dội như bị cuồng phong quét qua, lộ ra ba thân ảnh bên trong. Một người là Nguyệt Đông, lúc này nàng dung nhan lạnh lùng, chứa sát khí, đang kết ấn, phát ra chấn động tiên thuật. Người khác là một con rối thi thể, mặt đen cỡ 7-8 tuổi, ở phía đối diện Nguyệt Đông, tạo thành thế gọng kìm, phối hợp thi pháp để trói một huyết trần tử ở giữa. Chấn động tiên thuật từ Nguyệt Đông và thi khôi kia, hóa thành nhiều sợi tơ 7 màu bao phủ huyết trần tử, một phần đã liên kết với số mệnh của cả. Hiển nhiên cứ như vậy, không bao lâu nữa huyết trần tử sẽ bị tiên thuật luyện hóa. Huyết trần tử cũng đang giải dụa nhưng không có tác dụng lớn. Chỉ là biến cố đột ngột bên ngoài và tiếng ầm ầm từ bát phương làm huyết vụ sụp đổ, cũng ảnh hưởng đến quá trình luyện hóa nơi đây. Cuồng phong cuộn tới, mục đích ban đầu là phá tan người đang giao chiến tại đây, đó là hành động cứu người của thanh niên hoa bào kia. Nhưng giờ đây trong hoàn cảnh bất ngờ lại trở thành cơn gió cứu mạng của huyết trần tử. Trong chớp mắt, sự giải dụa của huyết trần tử bùng lên, toàn thân gã bùng nổ, tu vi không bằng tất cả, thậm chí không tiếc hủy hoại hai đại thế giới của mình, tạo thành lực hủy diệt quét ngang khắp nơi. Còn thanh niên hoa bào đang lao nhanh tới, giọng nói lo lắng của gã làm đôi mắt nhị ngưu trợn to, tâm thần chấn động, nhưng như vì vậy mà rối loạn tâm trí, khiến cho tiên thuật dao động. Ngày sau đó, thì khôi phối hợp cũng bị ảnh hưởng, thi thể rung lên làm đứt sợi tơ. Điều này làm cho lực giải dụa từ thế giới sụp đổ của huyết trần tử bùng phát mạnh mẽ, bản thân gã càng bùng nổ huyết quang khắp người, thi triển một loại bí pháp tổn thương đến căn cơ, hóa thành một đạo huyết quang. Trong nháy mắt, cuối cùng gã thoát ra, biến mất giữa Nguyệt Đông và thi khôi. Khi xuất hiện ra ở xa, một khắc hiện thân, gã không do dự lại bùng nổ huyết quang, dốc hết tất cả, đột nhiên biến mất về hướng chân trời, thoát khỏi tử địa. Còn thi khôi do hư thanh hóa thân, lơ lửng giữa không trung, lúc này mặt không biểu cảm, trên người tử khí lan tràn, ánh mắt vô hồn nhìn hướng huyết trần tử bỏ chạy, không nhúc nhích, không truy đuổi. Vì vậy, hiện tại hắn biến thân thành thi khôi này, chỉ có tu vi quy hư và không có linh trí, nên bất kỳ hành động vượt qua giới hạn nào đều trở thành sơ hở. Dù thanh niên hoa bào đến, vô tình để con mồi của hắn thoát, nhưng dấu vết đã để lại. Vì vậy hứa thanh không vội, con mồi sẽ không thể thoát. Nhưng chung quy, việc này xuất hiện đã thêm chút rắc rối. Hứa thanh có thể không để tâm, nhưng nhị ngưu hóa thân thành Nguyệt Đông thì không thể không biểu lộ. Vì vậy nàng đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm vào thanh niên hoa bào. Người có ý gì? Cảnh này cũng thực sự ngoại liệu của thanh niên hoa bào đến cứu người. Lúc này gã cười khổ, biết mình làm hỏng chuyện nên vội vàng giải thích. Nguyệt Đông cô nương, ta nghe tin nàng trở về, lo lắng an nguy của nàng nên lập tức đến, không ngờ lại như vậy. Ta... câm miệng! Nguyệt Đông quá khẽ, ánh mắt không thiện ý, đối phương phá rối. Việc này khiến nhị ngưu khó chịu, mà những lời gọi Nguyệt Đông cô nương cũng làm nhị ngưu không thoải mái. Đặc biệt là trong ký ức của Nguyệt Đông, tuy biết có người theo đuổi nhưng rất mơ hồ, hiển nhiên Nguyệt Đông không quan tâm đến người theo đuổi. Vì vậy đối với người trước mắt, một lúc sau nhị ngưu cũng chưa nhận ra thân phận. Trong sự khó chịu và không thoải mái này, sắc ý của y cũng tăng lên. Những ánh mắt nhị ngưu quét qua đám hộ vệ xung quanh vẫn thu lại sắc ý, nhưng nghĩ đến sự lạnh lùng của Nguyệt Đông, nhị ngưu hừ lạnh một tiếng. Đừng để ta gặp lại ngươi! Nói xong, nhị ngưu đưa tay về phía Hứa Thanh, như nắm lấy sợi tơ vô hình, kéo theo thi khôi chuẩn bị rời đi. Thanh niên kia lo lắng nhìn Nguyệt Đông, trong lòng lo sợ, đầy vẻ bồn chồn. Lúc này thấy Nguyệt Đông muốn đi, gã lập tức sốt ruột, vội vàng kêu lên. Nguyệt Đông cô nương, ta thật sự không có ý. Ta lo lắng an nguy của nàng. Trong hơn 500 ngày nàng rời đi, mỗi phút mỗi giây ta đều nhớ mong. Nhị ngưu càng chán ghét, cảm thấy buồn nôn, tốc độ nhanh hơn. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng rất quan tâm đến thanh niên hoa bào. Thực sự những tình huống xảy ra với đại sư huynh rất thú vị. Lúc này thanh niên hoa bào mặt tái nhợt, lòng tràn ngập hối hận, nhìn bóng dáng Nguyệt Đông càng lúc càng xa, mặt đầy khổ sở, lẩm bẩm. Nguyệt Đông, ta thật sự không cố ý. Để gặp nàng lần này, trong hơn 500 ngày qua của ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng món quà cho nàng. Những ngưu phi nhanh phía xa đột ngột dừng lại, giọng nói của thanh niên hoa bào vẫn đầy khổ sở, lẩm bẩm. Ta biết nàng sẽ không nhận, những món quà ta tặng nàng trước đây đều bị nàng từ chối. Ta... chưa kịp nói hết, những ngưu đột nhiên quay lại. Quà gì? Thanh niên hoa bào ngẩn ra, sau đó mặt mừng rỡ, vội nói. Là tinh long tủy. Ta nghe từ Lan Gia, nàng tu luyện tiên thuật gây tổn thương cơ thể, nên đặc biệt cầu xin từ lão tổ của ta cho nàng. Nói rồi thanh niên hoa bào lập tức lấy ra một bình ngọc. Trong khoảnh khắc,
thân ảnh nhị ngưu biến mất ở phía xa, hiện ra trước thanh niên hoa bào, cầm lấy bình ngọc rồi mở ra ngửi, bỏ vào trong ngực, thản nhiên nói: "Món quà của ngươi ta nhận, nhưng hành động trước đó của ngươi vẫn khiến người ta khó có thể." Thanh niên hoa bào kích động, gã theo đuổi Nguyệt Đông nhiều năm, đây là lần đầu tiên nàng nhận quà của gã, nên lòng sôi sục, gã nghĩ rằng đây là tín hiệu bật đèn xanh. Nguyệt Đông bị gã làm cảm động, phải tranh thủ cơ hội, vì vậy khi nhị ngu nói, gã nhanh chóng lấy ra một chiếc vòng tay. "Nguyệt Đông, đây cũng là quà ta chuẩn bị cho nàng, đừng làm từ tinh tinh." Chương 2318, đừng hòng ăn một mình. Nhị ngu chưa kịp nói xong, lập tức dừng lại, nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh, y chớp mắt, cầm lấy bỏ vào trong ngực, sau đó hoa khang một tiếng. "Thôi được, thành ý của ngươi." "Nguyệt Đông cô nương, ta còn có quà, chiếc trâm này là làm từ tiên ngọc tiên thiên tuyệt phẩm." Thanh niên hoa bào càng kích động, liên tục lấy ra từng món quà. Nhị ngưu nhận từng món, mắt càng sáng. Cuối cùng, trong ánh mắt đầy tình cảm của thanh niên hoa bào, gã đề nghị muốn hộ tống. Nhị ngưu do dự một chút, thanh niên hoa bào lại lấy ra một món quà. Nhìn món quà, nhị ngưu hít sâu một hơi, lời từ chối không thốt ra được, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Nụ cười này làm cho trái tim thanh niên hoa bào bay bổng. Hứa Thanh ở bên cạnh thấy tất cả, trên đường đi hắn càng chú ý, tiếp tục xem diễn. Trên đường, thanh niên hoa bào kể về những sự kiện ở thánh địa trong hơn 500 ngày Nguyệt Đông vắng mặt. Mỗi câu nói đều đầy tình cảm, mỗi lần gọi tên đều chứa chan cảm xúc, kèm theo từng món quà. Nhị ngưu rõ ràng, dù là kiếp này hay nhiều kiếp trước, đều chưa từng trải qua những chuyện như vậy, khiến cuối cùng thần sắc y có chút mơ hồ. Qua thanh niên hoa bào này, Hứa Thanh cũng hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của Ma Vũ thánh địa, đặc biệt là đối phương nói về Lực Lăng Tử, đệ tử của Minh Viêm đại đế và Lăng gia. Nghe những chuyện này, Nhị ngưu cũng chú ý, liền hỏi thăm một chút. Đối diện câu hỏi của Nhị ngưu, thanh niên hoa bào càng nói chi tiết. Lữ Lăng Tử đã trở về từ một tháng trước. "Vậy mối quan hệ giữa Lữ Lăng Tử và Lăng gia, trước đây ta chỉ thấy bề mặt, nên Nguyệt Đông cô nương đừng trách ta không nói với nàng. Chỉ là thời gian gần đây, sau khi địa vị trong gia tộc ta nâng cao, nghe lão tổ đàm luận, ta mới biết thật ra mâu thuẫn giữa Lăng gia và Lữ Lăng Tử, các cao tầng trong thánh địa đều biết rõ, nhưng họ không can thiệp. Dù Lăng gia hay Lữ Lăng Tử thắng, đối với họ không quan trọng, chỉ cần ủng hộ kẻ thắng cuối cùng là được. Một tháng trước, Lữ Lăng Tử trở về với Tu Di chúa tỷ, thông báo khắp nơi Lăng gia muốn hại nhưng gã dùng kế mượn lực đột phá chúa tỷ, sau đó phản sát Lăng gia lão tổ. Chuyện này có điểm nghi ngờ, nhưng sự chú ý của các bên không còn ở đó, vì sau khi trở về thì Lữ Lăng Tử làm hai việc. Việc thứ nhất là công khai mình nhận được huyết mạch tinh thuần của Lăng gia, lại dung nhập vào ma nhãn của mình. Có thể nói, hiện nay Lữ Lăng Tử đã thực sự trở thành người kế thừa chính thức của Minh Diêm đại đế. Mà vì thăng lên chúa tỷ, hiện tại gã như mặt trời ban trưa. Việc thứ hai, Lữ Lăng Tử làm là thông báo khắp nơi. Trong 3 tháng tới, gã sẽ đến nơi Minh Diêm đại đế bế quan để nhận truyền thừa cuối cùng. Đồng thời Lữ Lăng Tử đề nghị dẫn theo tất cả chúa tỷ đồng môn, cùng năm vị thiên tài trong tộc, không phân biệt Đông hay Tây, cùng chia sẻ cơ duyên này. Cách làm đó được các bên trong thánh địa khen ngợi, ngay cả Ma Vũ đại đế cũng chấp thuận. Dù sao nơi Minh Diêm đại đế bế quan là chốn bị phong bí, muốn mở ra cần phương pháp đặc biệt. Hiện nay chỉ có Lữ Lăng Tử dung hợp huyết mạch Lăng gia, gần như là người kế thừa chính thức mới có thể mở ra, cũng cần các đệ tử khác của đại đế giúp đỡ. Có thể tưởng tượng trong 3 tháng tới, thánh địa nhất định sẽ đầy rẫy sóng ngầm, các bên đều tranh đoạt năm danh ngạch này. Nhưng Nguyệt Đông nàng rất thông minh, dù nàng có quan hệ tốt với Lăng gia, nhưng không tham gia vào chuyện giữa Lăng gia và Lữ Lăng Tử, nên khi Lăng Tử trở về, không nhắc đến nàng. Thanh niên hoa bào nói bằng giọng dịu dàng. Nhị ngưu nghe xong tâm thần chấn động, ánh mắt khó phát hiện liếc nhìn Hứa Thanh bên cạnh. Hứa Thanh thần sắc bình thường, nhưng trong lòng có chút xao động. Bọn hắn biết rõ chân tướng, cho nên bây giờ nghe chuyện này càng nghe càng thấy nghi ngờ. Nhưng hiện tại có người ngoài, Hứa Thanh và Nhị ngưu không giao tiếp. Cứ thế trong những lời tình cảm liên tục của thanh niên hoa bào, thời gian cứ trôi, 3 ngày đã qua. Hứa Thanh và Nhị ngưu được hộ tống, cuối cùng đến một thành trì. Nơi này là điểm đến mà họ đã định trước. Đến đây thanh niên hoa bào mặt đầy luyến tiếc, nhưng với ngọc giản rung liên tục, cuối cùng gã đành phải từ biệt đi đến chiến trường. Trước khi đi, gã chứa chan tình cảm lại tặng Nhị ngưu vài món quà. Nhị ngưu nhận lấy, thần sắc phức tạp. Đến khi thanh niên hoa bào đi xa, Hứa Thanh nhìn đại sư huynh bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đại sư huynh đào hoa không ít." Nhị ngưu thần sắc cổ quái, một lúc sau thở dài: "Chết tiệt, kiếp sau lão tử đầu thai làm nữ nhân. Với những món quà nhận được trên đường này, ta cảm thấy dù chúng ta rời thánh địa cũng không thiệt." Thấy đại sư huynh thổn thức như vậy, Hứa Thanh cũng không trêu chọc tiếp mà nhắc đến chuyện về Lữ Lăng Tử. Nhị ngưu nghe, mắt nhau lại, ta cảm giác thân phận của Lữ Lăng Tử có vấn đề. Nói rồi, Nhị ngưu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng cũng suy nghĩ về việc này. Một lúc sau, Nhị ngưu ho khan: "Dù sao, đừng hòng ăn một mình.
3 tháng sau chúng ta phải nghĩ cách thâm nhập. Bây giờ ta định đi đến tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, giúp Nguyệt Đông hoàn thành giấc mơ. Tiểu sư đệ, ngươi đi cùng không? Hứa Thanh lắc đầu, nhìn về phía xa. Ta không đến tiên thuật điện, ta đi lấy thân phận của ta. Đồng thời trong Đông Ma Vũ, gần đạo đài Minh Viêm Đại Đế có một ngọn núi lớn chấn động kinh thiên động địa. Ngọn núi này trước một tháng chưa từng tồn tại, gần đây mới dựng lên. Đó chính là sau khi Lưỡng Lăng Tử trở về, vì tu vi chúa tể nên xây dựng chúa tể sơn thứ 10. Lúc này trong đại điện trên đỉnh núi, Lưỡng Lăng Tử mặc trường bào vàng kim đang đả tọa, hơi thở của gã như sấm sét vang dội, chấn động đại điện, vòng vòng ngọn núi tạo thành áp lực đáng sợ. Trong khoảnh khắc gã đột nhiên mở mắt, như có người sao trong đó đồng loạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lông mày gã hơi nhíu lại, đưa tay lấy ra một quả ngọc giản. Cảm nhận thông tin trong ngọc giản về việc Nguyệt Đông xuất hiện, lông mày Lưỡng Lăng Tử càng nhíu chặt. Đã đẩy đi xa như vậy, vẫn có thể chạy về đây. Chương 2319, bụi trắng bí ẩn. Đối với Ma Vũ tộc, dù ở Đông Ma Vũ hay là Tây Ma Vũ thì tiên thuật điện đều là nơi thiêng liêng. Mỗi đời đại tiên sư, dù tu vi không phải đều là chúa tể, nhưng địa vị cũng tương đương với chúa tể. Chỉ là hiện nay, theo sự suy yếu của Đông Ba Vũ và đại tiên sư của tiên thuật điện ở phía đông đã ngã xuống, nên tiên thuật điện của Đông Ba Vũ cũng dần mất đi sự huy hoàng xưa kia. Tất cả các tiên sư trong đó đều đấu đá lẫn nhau, muốn áp đảo đối phương để kế nhiệm vị trí đại tiên sư. Nguyệt Đông dù là đệ tử của đại tiên sư đời trước, nhưng cũng không phải là người duy nhất có đủ tư cách kế nhiệm. Vì thế nàng mới có kế hoạch hợp tác với Lan Gia, âm mưu chiếm đoạt thi hài Minh Viêm Đại Đế, một kế hoạch điên rồ. Nếu thực sự thành công, không chỉ tiên thuật điện mà cả Đông Ba Vũ cũng sẽ bị nàng và Lan Gia kiểm soát. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi. May mắn thay có Nhị Ngưu. Nhị Ngưu có tấm lòng nhân hậu, thích giúp đỡ người khác, nên kế hoạch của Nguyệt Đông đã có người kế nhiệm. Lúc này tại một thành trì của Ma Vũ tộc gần tiên thuật điện Đông Ba Vũ nhất, Nhị Ngưu nghe thấy Hứa Thanh không định cùng mình hành động, ánh mắt liếc nhìn Hứa Thanh. Đúng vậy, hiện tại người quan trọng nhất là cần một thân phận. Vậy sau khi ngươi lấy xong thân phận, đến tìm ta. Nhị Ngưu hỏi. Nghe vậy, Hứa Thanh lắc đầu. Hắn có việc riêng cần giải quyết, giống như đại sư huynh muốn vào tiên thuật điện. Việc Hứa Thanh cần làm là giải quyết một vấn đề đã làm phiền hắn từ lâu. Vấn đề này Hứa Thanh đã suy nghĩ nhiều lần, nhưng chưa tìm ra giải pháp. Cho đến khi gặp được Huyết Trần Tử, khiến Hứa Thanh liên tưởng đến vài điều. Vì thế đối với lời của đại sư huynh, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Ta không chắc khi nào sẽ trở lại. Huyết Trần Tử có một số đặc điểm làm ta rất hứng thú. Đại sư huynh, ta định đi thăm dò một chút. Sau khi thăm dò xong, ta sẽ tìm ngươi. Lời Hứa Thanh lập tức khiến Nhị Ngưu tò mò. Đặc điểm gì? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa, cảm nhận dấu vết để lại trên người Huyết Trần Tử bây giờ đã tự tiêu tan gần hết. Nhưng lúc đó vì phòng ngừa vạn nhất, hắn đã lưu thêm một ảnh nhãn của Tiểu Ảnh. Vì vậy dấu vết của Huyết Trần Tử không bị mất. Sau khi cảm nhận, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng kỳ lạ, lẩm bẩm: không vướng nhân quả. Nói xong, thân hình Hứa Thanh bước lên một bước, trong nháy mắt mờ nhạt biến mất trên bầu trời. Nhị Ngưu nhìn hướng Hứa Thanh rời đi, trầm tư. Cũng tốt, dù sao với tu vi hiện tại của tiểu sư đệ, cẩn thận một chút cũng không sao. Hơn nữa đây là Đông Ba Chủ, chẳng phải có Lưỡng Lăng Tử sao? Nhị Ngưu liếm môi, quay lại nhìn hướng tiên thuật điện, lao nhanh tới. Như vậy nhóm Thanh Ngưu tách ra tại đây, mỗi người hành động riêng. Vài canh giờ sau, trên bầu trời Đông Ba Phủ, thân ảnh Hứa Thanh ẩn nấp suốt chặng đường, dựa theo chỉ dẫn của ảnh giảng không ngừng tiến gần. Khi đến gần, lòng hắn cũng dậy sóng. Gặp được Huyết Trần Tử, cảm nhận đặc điểm trên người gã là một bất ngờ mà Hứa Thanh không dự đoán trước. Mà sự bất ngờ này là điểm trọng yếu khiến lòng hắn dao động. Vì vấn đề lớn nhất làm phiền hắn trong thời gian qua chính là tu vi. Từ khi tử vong của Hoàng Đô Nhân Tộc, được sư tôn dùng máu thịt tàn diện tạo lại thân xác và hồi sinh, hắn đã đạt được nhiều lợi ích, nhưng cũng gặp phải nhiều hạn chế. Sự hòa hợp giữa linh hồn và thân xác chỉ là một phần, điều khiến hắn lo lắng nhất là tu vi. Ở một mức độ nào đó, tu vi của hắn đã bị kẹt lại. Muốn đột phá cảnh giới quy hư này, cần tất cả 100 đạo thần quyền trong thức hải của hắn đều sáng lên. Điều này vô cùng khó khăn. Nhưng hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn bước vào ẩn thần. Bất kể về sự đe dọa của Tử Thanh Thái Tử hay cuộc chiến hiện nay trên đại lục vọng cổ, tất cả đều cần hắn trở thành một cường giả thực sự mới có thể đi xa hơn và tự do hơn. Còn việc mãi ở dưới sự che chở của sư tôn, đối với Hứa Thanh thì đó không phải là con đường hắn muốn. Nhưng thần quyền không phải là thứ mà hắn cố gắng là có thể đạt được. Dù là lĩnh hội hay cướp đoạt thần quyền của thần linh đều không chắc chắn. Mà sự không chắc chắn này đối với quá trình trước đó Hứa Thanh từng tăng tiến tu vi không ngừng là điều không thể chấp nhận. Thân thể này giúp ta có khả năng phòng thủ, dưới chúa tể không bị lay động chút nào, còn có tiềm năng vô hạn, nhưng cũng gây ra hạn chế cho ta. Mà thần quyền dù tăng cường đến chiến lực của ta, mỗi lần đạt được đều cần cô duyên. Thành công nhờ thần quyền, khó khăn cũng bởi thần quyền. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, làm thế nào để giải quyết
hắn từng suy nghĩ, cũng nghĩ đến vài giải pháp. Thậm chí khi ở Nam Hoàng Châu, hắn cũng từng hỏi thất gia. Thất gia nói đây là một con đường mới với tiềm năng vô hạn, không ai có thể chỉ dẫn hoàn toàn, tất cả cuối cùng vẫn cần hắn tự mình khám phá. Điều duy nhất có thể giúp hắn là huyền dương tiên quang để tăng tốc sự dung hợp giữa linh hồn và thân xác. Trong vài tháng ở hoàng đô dân tộc, Hứa Thanh vừa theo dõi Phong Lâm Đào vừa nghĩ cách, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp, đó là tạo ra một phân thân, tránh đi bản thể để tự tu luyện. Qua đó đạt được mục đích đột phá, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bỏ qua. Vì sau khi tính toán tạo ra phân thân để tu luyện thì khả năng thành công gần như bằng không, nguyên nhân là do những nhân quả của hắn quá lớn và quá nhiều. Dù là nhân quả ở ngoại hải hay nhân quả với những thần linh hoặc là với Tử Thanh Thái Tử, quan trọng nhất là nhân quả với Tàn Diện. Điều này khiến dù hắn có tạo ra phân thân cũng sẽ do những nhân quả này dẫn đến phân thân xuất hiện vấn đề lớn. Phân thân sẽ không chịu nổi những nhân quả đó, khi xuất hiện sẽ tự tan vỡ. Dù cái kéo của đại đế mạnh mẽ cũng không thể cắt đứt. Nếu phương pháp tạo ra phân thân đã bị Hứa Thanh dẹp bỏ trong lòng, cho đến khi hắn gặp được Huyết Trần Tử, sự xuất hiện của Huyết Trần Tử cùng việc giao chiến với gã trong huyết vụ khiến Hứa Thanh nhận ra một số điều kỳ lạ. Những sợi tơ vận mệnh trên người Huyết Trần Tử không giống như người bình thường. Khi Hứa Thanh dùng quyền hành xóa đi, hắn thấy trên sợi tơ vận mệnh của Huyết Trần Tử có những hạt bụi trắng rất nhỏ bé. Đây là thứ mà Hứa Thanh chưa từng thấy trong bất kỳ sợi tơ vận mệnh của ai khác. Dù lúc đó hắn và Diện Ngưu sử dụng thiên thuật lục tạc vọng sinh đối với Huyết Trần Tử, vô tình bị thanh niên hoa bào đến làm gián đoạn. Nhưng trong quá trình thi triển thiên thuật, Hứa Thanh đã cảm nhận được những hạt bụi trắng đó có khả năng chống lại thiên thuật lục tạc vọng sinh. Điều này khiến cho việc lạc ấn thức tinh lục dục trở nên khó khăn. Đặc điểm này thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Sau đó khi thanh niên hoa bào đến, Hứa Thanh cố ý để Huyết Trần Tử chạy thoát, đồng thời giấu chuyện này trong lòng. Trên đường đi, hắn dường như ngỡ ngơ đi theo. Như một bên nghe cuộc đối thoại giữa thanh niên hoa bào và Diện Ngưu, một bên suy nghĩ về sự đặc biệt của Huyết Trần Tử. Cuối cùng hắn có một phỏng đoán, dường như không vướng nhân quả. Chương 2320, bụi trắng bí ẩn. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, lúc này đã đến hoàng hôn. Ánh mắt chiếu xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thấp không xa, thân hình nhấp nháy lao thẳng đến ngọn núi. Lúc này trong ngọn núi thấp có một động phủ ẩn giấu. Bên ngoài động phủ tràn ngập trận pháp, không chỉ có tác dụng ẩn nấp mà còn có khả năng phòng thủ khá mạnh. Bên trong động phủ, Huyết Trần Tử đang khoanh chân đã tọa. Sau khi thoát khỏi Hứa Thanh và Diện Ngưu, gã không trở về động phủ ban đầu mà kiểm tra xem có dấu vết nào trên người không, thay đổi nhiều động phủ để lại dấu vết. Cuối cùng gã mở động phủ này. Hiện tại sắc mặt gã tái nhợt, trông như bị thương nặng, mặt mày căng thẳng, chấn động trên người cũng không ổn định. Đặc biệt là đại thế giới trên người gã từ 7 tòa trước đây giờ chỉ còn lại 5 tòa và đều u ám. Hai tòa đại thế giới thiếu hụt đó đã tự bạo trong trận chiến với Hứa Thanh và Diện Ngưu để đổi lấy cơ hội thoát thân. Nguyệt Đông không bình thường, con tiện nhân này ra tay càng hiểm ác hơn so với trước, chiến lược cũng mạnh hơn. Còn thi khôi của ả lại khiến ta cảm thấy rùng mình, đặc biệt là thi khôi đó là có thể phối hợp với Nguyệt Đông sử dụng thiên thuật lục tạc vọng sinh. Chết tiệt! Tâm trạng của Huyết Trần Tử đầy bực bội và căm hận, nhưng trong lòng gã không nghi ngờ gì về thân phận của Nguyệt Đông. Bởi vì thiên thuật lục tạc vọng sinh vừa là biểu tượng của thiên thuật điện ở Đông Ba Phủ, vừa là biểu tượng của Nguyệt Đông. Còn tiện nhân này khi trở thành tiên khiển đội đến giọng cổ, nhất định đã có cơ duyên lớn khác. Như vậy muốn giết gã cần phải tính toán lại. Huyết Trần Tử không còn cách nào, lúc này đang chữa thương, lấy ra một khoản ngọc giản. Đây là ngọc giản nhiệm vụ mà Vào Vũ Thánh Địa phát cho tất cả tộc nhân, liệt kê tất cả các nhiệm vụ và số điểm chiến công nhận được sau khi hoàn thành. Phải tiếp tục tích lũy chiến công mới có thể đổi lấy nhiều tài nguyên hơn và tư cách tiến vào các bí cảnh khác. May mà nhân tộc đủ nhiều, bên trong có không ít kẻ yếu, giết thêm vài tên cũng có thể tích lũy chiến công. Huyết Trần Tử phải đè nén ý muốn giết Nguyệt Đông. Gã vốn là kẻ giỏi chịu đựng, nếu không trước đây đã không đợi đến khi tự tin mới ra tay như sấm sét. Nhưng hiện tại gã hiểu sức mạnh của mình vẫn chưa đủ để chuẩn bị tiếp tục tích lũy, đợi khi mình mạnh hơn mới đi báo thù. Nhưng khi thần niệm của gã đang tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp trên ngọc giản, bên ngoài động phủ đột nhiên có chấn động. Ban đầu chấn động này còn nhẹ, sau đó đột nhiên mạnh mẽ khiến cho đất đá rung chuyển, tiếng vang vọng ra. Trận pháp bị lay động, cánh cửa động phủ xuất hiện từng vết nứt. Biến cố bất ngờ này khiến sắc mặt Huyết Trần Tử thay đổi, tay phải giơ lên đựng ấn xuống mặt đất. Xung quanh gã trên mặt đất có khắc ấn truyền tống, chỉ cần ấn xuống sẽ truyền tống đi. Nhưng ngay khi tay gã còn cách mặt đất 3 tấc lại đột nhiên dừng lại. Trong bóng tối phía dưới gã mở ra một con mắt, đó là Tiểu Ảnh. Khi đến thời khắc quan trọng, Tiểu Ảnh bộc phát. Dù nó chưa hoàn toàn kiểm soát được Huyết Trần Tử, nhưng kiểm soát khoảnh khắc này là vẫn có thể. Tâm thần Huyết Trần Tử chấn động, theo bản năng phát ra tiếng gầm gừ, muốn cố gắng giơ tay trái lên ấn xuống mặt đất để kích hoạt truyền tống trận. Nhưng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tiếng gầm gừ của gã. Tìm thấy người rồi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng sấm vang vọng tâm thần huyết trần tử, thân ảnh Hứa Thanh từ trong tiếng gầm gừ của gã hiện ra như sóng âm. Trong nháy mắt vô cùng rõ ràng, tay phải Hứa Thanh giơ lên nắm lấy cổ huyết trần tử, tiếp theo lao mạnh về phía trước, kéo thân thể huyết trần tử ra khỏi truyền tống trận, mạnh mẽ ép vào tường động phủ. Ầm một tiếng, động phủ rung chuyển, ngọn núi chấn động. Huyết trần tử trợn to mắt, tâm thần kiếp sợ cố gắng phản kháng, nhưng bàn tay nắm lấy cổ gã truyền đến một loại lực lượng khiến gã run rẩy, thân thể bị dị chất điên cuồng xâm nhập. Cảnh tượng này làm gã hồn bay phách lạc, theo bản năng muốn sử dụng một số đòn sát thủ bí mật. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã càng kinh hoàng phát hiện thân thể mình không thể cử động, bóng đen của gã xuất hiện vô số con mắt. Dưới đòn tấn công của Hứa Thanh, Tiểu Ảnh nhân lúc tâm thần huyết trần tử chấn động thành công ký sinh. Trong mắt huyết trần tử, sợ hãi càng mãnh liệt, đặc biệt là người trước mặt lần đầu gã nhìn thấy có vẻ lạ lẫm, nhưng mơ hồ lại có chút quen thuộc. Cảm giác xa lạ và quen thuộc đang xen bùng nổ trong tâm trí khiến gã đột nhiên nhớ ra. Đối với kẻ từng giết nhiều nhân tộc để nhận chiến công như gã, những hình ảnh lưu lại của một số cao tầng nhân tộc gã đã xem qua. Mà người trước mặt này chính là kẻ mà gã đã từng thấy trong hình ảnh cao tầng nhân tộc, chủ nhân hai vực của nhân tộc, Thái Phó Hư Thanh. Hư Thanh lại xuất hiện trong thánh địa, còn xuất hiện ở trước mặt mình, ra tay với mình. Điều này khiến tâm thần huyết trần tử như sét đánh, đổ vang. Gã cũng đột nhiên nhận ra việc này nhất định liên quan đến Nguyệt Đông. Phải nói phản ứng của gã khá nhanh, nhưng đáng tiếc hiện tại vẫn muộn màng. Hư Thanh mặt không biểu cảm, nắm huyết trần tử rời khỏi động phủ, ẩn nấp suốt chặng đường và canh giờ sau tìm đến một hoa nguyên, đi vào lòng đất mở ra một hang động. Lúc này mới buông cổ huyết trần tử ngồi khoanh chân bên cạnh, nhìn chằm chằm huyết trần tử không nói lời nào. Trong mắt huyết trần tử vừa có tuyệt vọng vừa có điên cuồng, nhưng không thể kiểm soát thân thể, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể mình quỳ gối trước Hư Thanh. Hang động im lặng. Một lúc sau, Hư Thanh dùng huyền thiên yêu nguyệt đan của y tộc để huyết trần tử làm mục tiêu tạo đan, sau đó quyền hành xá đi, mở mắt phải đột nhiên lóe lên. Trong mắt hắn nhìn thấy trên người huyết trần tử xuất hiện vô số sợi tơ vận mệnh. Quan sát kỹ lưỡng, dưới tâm thần rung rẩy của huyết trần tử, Hư Thanh giơ tay lên nắm lấy một sợi, quan sát cẩn thận. Trên sợi tơ mờ ảo này, như Hư Thanh từng thấy, tồn tại không ít hạt bụi trắng, chúng cũng là mờ ảo, bám vào trong sợi tơ và dần trở thành một thể. Hư Thanh có ý định gỡ bỏ những hạt bụi đó, cũng thử làm, nhưng khi gỡ bỏ thì bụi trắng lại tự tiêu tan. Hư Thanh nhíu mày, những hạt bụi trắng này đối với hắn rất quan trọng, chỉ khi tìm được nguồn gốc của chúng và có đủ số lượng, hắn mới có thể sử dụng đặc tính không vướng nhân quả của chúng để ý tưởng tạo ra phân thân tu luyện của mình có thể thực hiện. Vì thế một lúc sau, Hư Thanh nhắm mắt lại, mở mắt trái ra, phát sáng đạo ngân, đó là quyền hành của tiên thuật lục tạc vọng sinh. Lúc này tâm thần thuyết trần tử lại vang vọng, một mặt xác định Hư Thanh và Nguyệt Đông nhất định cùng một phe, mặt khác cũng bị quyền hành của Hư Thanh làm chấn kinh. Chưa trở thành chúa tể đã có hai quyền hành, điều này trong ký ức của gã chưa từng có. Mà chưa đợi gã chấn động quá lâu, dưới ánh mắt đạo ngân của Hư Thanh, tâm thần huyết trần tử cũng mơ hồ mất đi ý thức. Chương 2321, bụi trắng bí ẩn. Nhưng nghiên cứu của Hư Thanh mới chỉ bắt đầu, hắn muốn tìm hiểu hạt bụi trắng đó là gì. Lúc này dưới ánh mắt đạo ngân của Hư Thanh, những sợi tơ trên người huyết trần tử không chỉ hiện ra toàn diện mà còn có màu sắc, bên trong chứa đựng nhân quả, thức tình lục dục. Hư Thanh giơ tay nắm lấy từng sợi, nghiên cứu kỹ. Thời gian trôi qua, 5 ngày trôi đi. Trong 5 ngày này, Hư Thanh không ngủ không nghỉ, đắm mình trong nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc, dù hắn đã thử nhiều lần, những hạt bụi trắng đều tự tiêu tan khi hắn gỡ bỏ. Bất kỳ phương pháp nào cũng không thể giữ chúng lại, điều này khiến Hư Thanh càng nhíu mày. Chẳng lẽ là sai phương hướng? Lúc này khi buổi sáng thứ 6 bên ngoài đến, Hư Thanh đột nhiên giơ tay, bẻ gãy ngón tay của huyết trần tử, quan sát máu thịt, đồng thời không lãng phí bất kỳ giọt máu nào, bắt đầu khám phá sâu vào thân thể gã. Ban đầu là ngón tay, sau đó là bàn tay, rồi đến cánh tay, cuối cùng mở rộng đến lục phủ ngũ tạng. Thậm chí đại thế giới của huyết trần tử cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu của Hư Thanh. Cuối cùng, hắn phát hiện trong máu thịt của huyết trần tử những hạt bụi trắng ẩn giấu rất sâu. Phát hiện này khiến Hư Thanh tinh thần phấn chấn. Nhưng cũng chỉ vậy, những hạt bụi trắng trong máu thịt cũng tự tiêu tan khi rời khỏi cơ thể huyết trần tử. Như thể bản thân huyết trần tử chính là nguồn gốc. Sợi tơ vận mệnh có, máu thịt cũng có, nhưng đại thế giới không có. Vậy còn linh hồn thì sao? Lại vài ngày trôi qua, sau khi kết thúc nghiên cứu máu thịt, Hư Thanh cho huyết trần tử uống một số đan dược để giữ cho đối phương vẫn sống, dù là hấp hối. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu linh hồn của đối phương. Nghiên cứu linh hồn cần rất thận trọng, vì chỉ cần một chút mạnh tay sẽ gây ra hiệu quả không thể đảo ngược. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nghiên cứu sau này của Hư Thanh. Vì vậy thời gian cũng kéo dài hơn trước. Đến 10 ngày sau, Hư Thanh mới thu lại thần niệm, nhắm mắt lại, nhíu mày. Trên linh hồn, hắn đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy hạt bụi trắng nào. Rất kỳ lạ, huyết trần tử vừa giống nguồn gốc lại vừa không giống nguồn gốc.
Hứa Thành trầm tư một lúc, đột nhiên giơ tay, tỏa ra một tia thần quyền vận chuỗi, quấn quanh sợi tơ vận mệnh của Huyết Trần Tử, đồng thời kích hoạt một chút tiên thuật lục tạc vọng sinh, tiếp tục kích phá. Sau đó hắn ngừng thần chú ý, quan sát kỹ. Vài ngày sau, Hứa Thành kết thúc nghiên cứu, nhắm mắt lại trầm tư. Trong những ngày quan sát này, hắn nhìn rõ tác dụng phụ của hạt bụi trắng, gọi là không vướng nhân quả, thực ra là hạt bụi trắng đang ăn mòn nhân quả, đó dần dần ăn mòn vận chuỗi và thức tỉnh lục dục. Không thể tách rời, vậy thì chỉ còn là hai con đường cuối cùng. Dù con đường nào thành công, đối với ta thì đều có thể chấp nhận. Ánh mắt Hứa Thành dừng lại trên người Huyết Trần Tử. Lúc này đối phương đã không còn hình dạng người, máu thịt trên cơ thể dưới sự sinh trưởng vô trật tự, trông rất ghê rợn. Nhưng xung quanh lại đầy các chi thể bị cắt rời, tinh thần của cả đã hoàn toàn suy sụp, sống thoi thóp. Chỉ có ngọn lửa sinh mệnh dưới sự gia tăng của Hứa Thanh nên vẫn còn cháy. Giờ đây khi bị Hứa Thanh nhìn chằm chằm, tâm hồn Huyết Trần Tử đã trở nên trơ lì. Những gì đã trải qua trong một tháng này khiến cả chỉ muốn chết. Ngay sau đó Hứa Thanh giơ tay nắm chặt một cái, rút hồn Huyết Trần Tử ra ngoài, sau đó phong ấn sang một bên. Con đường đầu tiên hắn muốn đi là luyện hóa thân thể Huyết Trần Tử, dùng bí pháp của Dị Thiên Lưu để biến nó thành phân thân của mình. Khó khăn nằm ở sự đồng nguyên với bản thân, cũng như tính đặc biệt của hạt bụi trắng. Nhưng nếu thành công thì Hứa Thanh sẽ có một phân thân không vướng nhân quả, sau này dùng phân thân này để tu luyện, có thể tránh được hạn chế của bản thể. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh kích ứng bằng cả hai tay, ngay lập tức các sợi hồn tinh bay ra hòa vào máu thịt phía trước, bắt đầu luyện hóa. Ba ngày sau, khi hình dạng người trước mặt Hứa Thanh bị biến thành một khối máu, quá trình luyện hóa của Hứa Thanh vẫn thất bại, cuối cùng vẫn không thể đồng nguyên với ta. Dù dùng hồn tinh dung nhập tái tạo linh hồn của ta trong cơ thể này cũng không được, thêm vào đó hạt bụi trắng quá đặc biệt cũng là một trong những nguyên nhân thất bại. Hứa Thanh thở dài xoa xoa trán, ánh mắt dừng lại trên linh hồn duy nhất còn lại của Huyết Trần Tử. Vậy thì chỉ còn lại con đường cuối cùng. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên quyết tâm, con đường cuối cùng này là dùng hồn phách của Huyết Trần Tử làm cái giá để tìm hiểu nguồn gốc của những hạt bụi trắng trong sợi tơ vận mệnh của gã. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên quyết tâm, tay phải giơ lên nắm lấy hồn phách của Huyết Trần Tử. Thần trí mạnh mẽ tỏa ra trong tiếng hét thảm thiết của hồn phách Huyết Trần Tử, toàn diện xâm nhập từng chút một, không bỏ qua bất kỳ mảnh ký ức nào, bắt đầu khai thác theo kiểu hủy diệt. Hắn thấy được thời thơ ấu của Huyết Trần Tử, thấy được quá trình trưởng thành, thấy được mối thù với Nguyệt Đông, cũng thấy được việc gã giết hại nhân tộc để lấy chiến công. Vô số mảnh ký ức như những khung hình, từng cái một hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Đến cuối cùng, hắn tập trung vào ký ức 3 tháng trước. 3 tháng trước, Huyết Trần Tử dùng chiến công tích lũy được đổi lấy một lần vào giới Nguyên Bí Cảnh. Giới Nguyên Bí Cảnh là nơi trân quý trong Đông A Vũ, chứa đựng khí tức thế giới đậm đặc, cùng nhiều quy tắc pháp tắc, giúp ích rất lớn cho việc nâng cao thế giới mới của ẩn thần. Khi trước nơi đó thuộc về Lan gia, nay Lan gia suy tàn, quyền sở hữu đã chuyển sang Lữ Lan Tử. Trước đây bí cảnh này không được mở cửa cho người ngoài, đến khi chiến tranh mới trở thành tài nguyên chiến lược. Mở cửa cho tất cả tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa có thể dùng chiến công khổng lồ để đổi lấy tư cách. Huyết Trần Tử chính là ở đó tạo ra đại thế giới thứ bảy của mình. Cũng từ khi rời khỏi bí cảnh này, trong vận mệnh của Huyết Trần Tử xuất hiện hạt bụi trắng. Xem xét kỹ lưỡng để xác định điều ấy, khi hồn phách của Huyết Trần Tử tan biến, Hứa Thanh mở mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Huyết Trần Tử trong một hạp cốc của bí cảnh đó đã xảy ra biến hóa. Đáng tiếc, từ lúc vào hạp cốc đến khi rời đi, ký ức trong khoảng thời gian này là trống rỗng. Nhưng có thể xác định nguồn gốc là giới Nguyên Bí Cảnh. Xem ra ta phải đến bí cảnh này một chuyến, đến hạp cốc trong bí cảnh xem Huyết Trần Tử đã trải qua những gì. Hứa Thanh trầm tư, lấy ra ngọc giản nhiệm vụ của Huyết Trần Tử, muốn đến giới Nguyên Bí Cảnh cần chiến công khổng lồ để đổi lấy tư cách. Mà trong ngọc giản này, nhiệm vụ đứng đầu chính là truy nã Phong Lâm Đào. Hứa Thanh nhìn qua, từng niệm quét xem các nhiệm vụ khác, một lúc sau hắn nhau mắt, trong lòng đã quyết định. Vì vậy thân hình hắn nhấp nháy, trong nháy mắt biến mất khỏi hang động. Khi xuất hiện đã ở trên bầu trời, biến thành Huyết Trần Tử. Đang dược của y tộc khiến khí tức của Hứa Thanh giống hệt Huyết Trần Tử, là sự hiểu biết sâu sắc về hắn trong một tháng qua đã giúp Hứa Thanh thấu triệt. Kết hợp với cây châm của đại đế, hiện tại đã hoàn hảo thay thế. Lúc này là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ, trong ánh bình minh của Hứa Thanh vung tay áo, huyết vụ bốc lên bay thẳng lên trời. Chương 2322, Mị Hạ, ta cần tư cách vào bí cảnh. Đồng Ma Vũ vốn có 9 ngọn chúa tể sơn. Kể từ khi đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế là Lữ Lăng Tử trở về, Lan gia suy yếu, nhiều tài nguyên trong khu vực thế lực của bọn họ đã thuận lý thành chương, được Lữ Lăng Tử tiếp nhận. Hơn nữa các tộc địa của Lan gia không xa đã dựng lên ngọn chúa tể sơn thứ 10. Ngọn núi này cao chót vót, nhìn từ xa thân núi hùng vĩ, tỏa ra uy nghi bàng bạc, đồng thời còn có uy áp của chúa tể bao trùm bát phương, trấn áp trời đất nơi đây, làm cho bầu trời tại nơi này xuất hiện một cơn lốc khổng lồ, suốt mấy tháng không ngừng xoay chuyển, âm thanh cực lớn, kéo theo vô số tia chớp du hành trong đó, khí thế hùng vĩ.
Xung quanh ngọn núi này, trong phạm vi 3 dặm như một cấm địa, một mảnh trống rỗng. Còn tại bên ngoài 3 dặm, hiện tại đã tập trung rất nhiều tu sĩ ma vũ tộc, số lượng lên đến hàng vạn. Lấy ngọn núi này làm trung tâm, từng người đã tọa, nhìn từ bầu trời đông đúc dày đặc bao quanh mặt đất của ngọn núi. Bên trong có tán tu, cũng có thế lực vốn thuộc về Lang gia. Họ đến đây với mục đích muốn gia nhập dưới trướng của vị chúa tể thứ 10. Trong ma vũ thánh địa, hệ có chúa tể mới xuất hiện rồi tự kiến tạo chúa tể sơn của mình, đều sẽ có tình huống tương tự. Mà vị chúa tể mới xuất hiện ngoài thế lực của mình, còn sẽ do tu vi thăng cấp rồi mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, từ đó triệu tập rất nhiều thuộc hạ. Do đó như ngọn chúa tể sơn thứ 10, hàng ngày đều có tu sĩ từ xa chạy đến, sau mấy tháng tập trung hình thành quy mô như hiện tại. Rốt cuộc nếu có thể trở thành thuộc hạ của chúa tể, thân phận địa vị sẽ hoàn toàn khác với trước đây. Mà trong thời kỳ chiến tranh hiện nay, có chúa tể bảo vệ thì chung quy sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ là đến nay vị chúa tể mới tấn thăng Lưỡng Lang Tử đó chưa triệu tập bất kỳ ai lên núi, thậm chí là những thuộc hạ trước đây của gã cũng không được triệu tập. Do đó trên ngọn núi khổng lồ được nhiều người tụ tập xung quanh này, hiện tại chỉ có một mình Lưỡng Lang Tử. Còn dưới núi, vì tu sĩ đông đúc nên tự nhiên hình thành một khu chợ. Mọi người trao đổi vật phẩm, trao đổi tin tức, đều đang chờ đợi được gia nhập dưới trướng chúa tể. Lâu dần cũng trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên tất cả tu sĩ đến đây đều tự giác không bước vào phạm vi 3 dặm của ngọn núi, giữ mọi tiếng ồn bên ngoài. Khi hứa ta đến đây, điều mà hắn thấy là cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài 3 dặm của chúa tể sơn. Nhìn thấy khu chợ đã hình thành, nhìn thấy các tu sĩ từ khắp nơi trong thánh địa, hứa thanh hóa thân thành huyết thần tử, không dừng lại bay thẳng vào cấm địa 3 dặm không người. Ban đầu sự xuất hiện của hứa thanh không thu hút nhiều sự chú ý, cho đến khi hắn lao qua khu chợ, bước vào phạm vi 3 dặm trống rỗng mới thu hút một số ánh nhìn. Nhưng cũng chỉ có vậy, trong 2 tháng qua có không ít tu sĩ giống như hứa thanh bay đến. Họ đều đến gần thân núi để cầu kiến chúa tể, nhưng cuối cùng đều chờ đợi một thời gian dài mà không có bất kỳ phản hồi nào, chỉ có thể rời khỏi phạm vi 3 dặm và chờ đợi xung quanh. Vì vậy, hành động của Hứa Thanh, người thấy chỉ nhìn theo. Hứa Thanh không để ý đến những ánh mắt đó, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiến gần chúa tể sơn, thân hình đứng trên không trung, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi khổng lồ trước mắt. Hai mắt hắn sâu thẳm, trong lòng trầm ngâm, cho đến khi hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên quyết đoán, cúi người bái lạy, phát ra giọng nói trầm thấp. Huyết Trần Tử, cầu kiến chúa tể. Tiếng nói như sấm rền, vang vọng bát phương, thu hút nhiều sự chú ý hơn. Đây là thử nghiệm của Hứa Thanh. Nếu gặp được, mọi thứ có thể đàm phán. Nếu không gặp được, Hứa Thanh sẽ có kế hoạch khác. Nhưng theo thời gian cứ trôi, qua một nén nhang, ngọn chúa tể sơn hùng vĩ vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Những ánh mắt đặt trên người Hứa Thanh cũng dần thu lại. Mọi người cảm thán, trao đổi với nhau. Lại một người không tin mà muốn thử. Đây không phải là Huyết Trần Tử sao? Dựa vào tu vi và chiến công của mình, nghĩ rằng chúa tể có thể nhìn mình khác biệt ư? Rõ ràng thì chúng ta đều đang chờ đợi ở đây, nhưng vẫn cố tình muốn gặp, còn phát ra tiếng lớn như vậy. Nếu ta là chúa tể, chắc chắn sẽ không thích bị quấy rầy như thế. Muốn gia nhập dưới trướng chúa tể phải cho thấy sự chân thành, vì vậy cách tốt nhất là chờ đợi ở xung quanh. Sẽ có ngày chúa tể sẽ thấy được lòng chân thành của chúng ta. Mọi người ở đây đều lắc đầu, sau đó không quan tâm nữa. Theo phán đoán của bọn họ, không lâu nữa tên Huyết Trần Tử này sẽ phải rời đi trong sự thất vọng. Những lời bàn tán của mọi người, Hứa Thanh không để ý, hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đứng trên không trung, tiếp tục duy trì tư thế cúi lại, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, là một nén nhang nữa trôi qua, sự chú ý của mọi người xung quanh gần như hoàn toàn rời khỏi, mọi thứ trở lại bình thường, khu chợ lại trở nên náo nhiệt. Nhưng lúc này, Hứa Thanh lại mở miệng lần nữa. Huyết Trần Tử, cầu kiến chúa tể. Cùng một câu nói, một lần nữa vang vọng, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có một số ánh mắt không hài lòng. Tiếng bàn tán lại vang lên. Chương 2323. Bệ hạ, ta cần tư cách vào bí cảnh. Nhưng ngày sau đó, một cảnh tượng làm cho tất cả tu sĩ ở đây im lặng, sắc mặt biến đổi xuất hiện. Chúa tể sơn đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, thân núi rung chuyển. Hơn nữa trong tiếng ầm ầm này, trong cơn lốc khổng lồ phía trên, thì chớp bùng nổ như dòng nước tràn ra, tạo ra thanh thế lớn hơn. Tiếng vang ầm ầm như được gia cường, rung trời, truyền khắp bát phương. Sau đó trong cơn lốc xuất hiện một đôi mắt khổng lồ. Đôi mắt này màu bạc, lạnh lùng như mắt trời nhìn xuống đất. Tất cả những ai bị đôi mắt này nhìn đến, không ai không kinh sợ cúi đầu, theo bản năng quỳ lại. Còn ý niệm bao la đột ngột tạo ra uy áp khủng khiếp, khiến đất rung chuyển. Vô số tu sĩ thở gấp, tâm thần dấy lên sóng lớn. Giọng nói của Lưỡng Lang Tử từ trong chúa tể sơn lạnh lùng truyền ra. Lên đây đi. Ba chữ này vượt qua tiếng sấm, nổ tung, hình thành vô số dư âm rơi vào trong tai mọi người ở đây, làm rung động linh hồn họ. Trong khi trong đầu mọi người đang khuấy động dữ dội, Hứa Thanh hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người ở đây, bay thẳng đến chúa tể sơn, nhanh chóng biến mất trong thân núi.
những tu sĩ đã chờ đợi đến tận bây giờ nhìn thấy cảnh này thì từng người ngây người tại chỗ, đủ loại cảm xúc không thể kiềm chế giao thoa trong lòng, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Huyết Trần Tử được triệu kiến khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó là phấn khích. Vì đã triệu kiến người đầu tiên nghĩa là có thể có người thứ hai, thế là sự chờ đợi của bọn họ đã thấy được ánh sáng hy vọng. So với tâm trạng phấn khích của mọi người bên ngoài lúc này, nội tâm Hứa Thanh dấy lên suy nghĩ. Thử nghiệm đầu tiên của hắn đã có kết quả sơ bộ. Lúc này hắn bay vào thân núi, lao thẳng đến đỉnh núi, nhanh chóng nhìn thấy một tòa đại điện trông rất đơn giản xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đại điện nằm ở trên đỉnh núi, cửa điện mở rộng. Khi đến gần có thể thấy chỗ cao trong điện có một người đang ngồi đã tọa, nhắm mắt, chính là Lữ Lăng Tử. Nhìn thấy đối phương, Hứa Thanh cúi đầu đi nhanh vài bước, không bước vào mà đứng trước cửa điện, cúi người bái lại, không nói lời nào. Một lúc sau, Lữ Lăng Tử trong điện mở mắt, trong mắt gã không có chút gợn sóng, không nhìn ra cảm xúc, lạnh nhạt mở miệng. Chuyện gì? Giọng nói này chứa đựng quy tắc, như lời nói thành hiện thực, khuấy động không gian vô hình. Hứa Thanh không do dự, trả lời bằng giọng nói trầm thấp. Xin chủ tỷ mang cho ta một tư cách vào giới nguyên bí cảnh. Sắc mặt Lữ Lăng Tử không có chút thay đổi, chỉ liếc nhìn Hứa Thanh một cái, chậm rãi nói. Trình chiến công lên. Nghe vậy, Hứa Thanh lắc đầu, nói thẳng. Ta không có chiến công. Hắn thực sự không có. Trước đó, khi Hứa Thanh xem xét công giảng nhiệm vụ, phát hiện bên trong có đủ loại rất nhiều nhiệm vụ, nhưng hầu hết đều liên quan đến chiến tranh. Thậm chí nhiều nhiệm vụ còn cần giao đấu với nhân tộc, giết chết cường giả. Còn những nhiệm vụ không liên quan đến chiến tranh thì chi phí hoàn thành cũng rất lớn, chiến công thì ít, thời gian lại quá lâu. Mà để đổi tư cách vào giới nguyên bí cảnh là cần số lượng lớn chiến công. Nếu thực sự đi hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất cũng phải vài tháng sau mới có thể đi tích lũy đủ. Vì vậy Hứa Thanh nghĩ mình không cần đi theo con đường nhiệm vụ, trực tiếp đến tìm Lữ Lăng Tử xem một cái đơn giản hơn. Dù sao trong phân tích của hắn và Diện Ngu, thân phận của Lữ Lăng Tử có điểm đáng ngờ. Nếu đối phương thực sự là Lữ Lăng Tử thì với vị trí của mình, dù đã thành chúa tể, khả năng cao cũng sẽ không nhận ra sự gắn kết nhân quả. Vậy thì mình đến cầu kiến, tỷ lệ được triệu kiến sẽ rất nhỏ. Nhưng nếu đối phương không phải là Lữ Lăng Tử thực sự, vậy thì thân phận của gã ngoài nữ đế ra không còn ai khác. Vì vậy Hứa Thanh nghĩ mình đến xin một tư cách và bí cảnh là khả thi. Đây là lý do hắn đến. Mà lúc này sau khi gặp mặt, Hứa Thanh vẫn không chắc chắn Lữ Lăng Tử trước mắt có phải là người mình đã từng gặp hay không, hoặc là nữ đế. Vì vậy hắn vẫn âm thầm quan sát. Lúc này nghe lời Hứa Thanh nói, một lúc sau Lữ Lăng Tử mới chậm rãi mở miệng. Không có chiến công mà muốn tư cách vào bí cảnh cũng thôi đi, nhưng lại nói một cách hùng hồn như vậy. Hứa Thanh, gàn người thật lớn, còn lớn hơn cả sư huynh của ngươi. Uy áp theo lời nói của gã truyền ra bao trùm toàn bộ chúa tể sơn, làm cho vòng xoáy trên bầu trời vang vọng dữ dội hơn. Toàn bộ thân núi cũng rung chuyển, hình thành một phong ấn cách ly. Bị một câu vạch trần thân phận, Hứa Thanh chớp mắt, tự nhiên hiểu ra lời nói của đối phương chỉ thử sự gan dạ của mình. Vì vậy ngẩng đầu đối mặt với Lữ Lăng Tử. Bệ hạ. Chỉ nói hai chữ, Hứa Thanh liền im lặng. Một lúc sau, dưới uy áp tràn ngập, Lữ Lăng Tử trong điện truyền ra lời nói. Sư huynh của ngươi đâu? Hứa Thanh chớp mắt, trả lời thành thật. Y đã đến tiên thuật điện. Lữ Lăng Tử im lặng. Một lúc sau gã hư lạnh một tiếng, giơ tay, một tấm lệnh bài bay ra thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh một tay bắt lấy tấm lệnh bài này, chính là lệnh bài tư cách vào giới nguyên bí cảnh. Đa tạ chúa tỷ. Hứa Thanh cúi lại, quay người rời đi. Đừng làm lớn chuyện. Sau lưng truyền đến giọng nói của Lữ Lăng Tử. Hứa Thanh bước chân dừng lại, gật đầu rồi biến mất. Khi hắn đi xa, Lữ Lăng Tử đã tọa trong đại điện, xoa trán nhíu mày. Hứa Thanh còn đỡ, biết chừng mực. Sư huynh của hắn thật phiền phức. Hết tập 272. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.